Rồi con thì bị bệnh đó, rồi sao rồi con lội chi vậy hả? Trang ơi Trang, thôi vô đây đi chú. Bữa nay mấy chú xuống tìm con để giúp đỡ cho con nè. Đâu lại đây đưa xô đây chú coi coi được bao nhiêu rồi. Rồi mệt chưa con? Mệt nhưng mà con gán hả? Trang ơi Trang, cũng nhiều quá nè. Thưa gì không dạ? Cái này chắc cũng tầm 4 kg. Rồi sao chú thấy con chân con bị đứt nhiều quá vậy? Dạ, tại vì nãy con đi rồi cái mấy cái vỏ ốc nó chết rồi á. Mấy vỏ ốc rồi con lỡ con đi rồi con đạp lên á. Chàng ơi, tội nghiệp con gái quá. Thôi bây giờ vô trong mát ngồi với chú chút ha. Rồi chú thấy con đi á, rồi tay chân con ơi nè. Chàng ơi, con ngâm nước mấy bữa hay gì mà sao mà quá chàng luôn rồi. Rồi hôm bữa mấy chú có gửi tiền á, dạ. Sao con không lấy tiền đó con sử dụng mà con đi chi cho cực với con? Dạ con mấy cái tiền đó con không dám xài, tại vì con để dành để mẹ trả nợ, tại vì á bữa hổm giờ không có tiền. Chàng ơi. Rồi cái mẹ nói là nếu như mà có ai mà thương mà cho tiền á, mẹ để dành á, mẹ trả tiền cho người ta. Rồi chuyện ăn học của con là mẹ để tính, mẹ tính sao. Con gái à, sao mà con ham học dữ vậy con? Tại vì con ham học á, để nếu sau này mà con có học giỏi rồi con học đậu á, con có giấy khen con dịp thi cha, nếu mà con học giỏi quá thì con lên đại học. Mà con nghĩ là không được cái đó đâu, không biết con có được ra lớp 6 học không. Sao vậy tại con? Tại vì con không có tiền để đóng ở ngoài trường chở. Con không có tiền để đóng ở trường này nữa, sao mà con có tiền để đóng ở ngoài trường kia được. Con gái. Dạ. Con gái cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Con cảm thấy như thế nào khi mà con được nhận số tiền lớn như vậy? Dạ con được cầm số tiền này con vui lắm, nhưng mà con cũng hơi buồn buồn là con không có cha. Giờ có tiền nhưng mà không có cha, con cũng không có vui. Mà con mà mấy chú cho tiền con vậy là con cũng vui, nhưng mà con chỉ tiếc là không có cha thôi. Phải như mà cái lúc mà cha con vừa bệnh á, mà gặp được mấy chú thì chắc không đến nổi nha con ha. Dạ. Như mà cha con á, còn sống mà có một số tiền này á, cha con cầm là cha con vui á. Mà giờ cha con mất rồi, không có cầm được. Cha con cả cuộc đời vất vả là chỉ để kiếm tiền, dạ, để lo lắng cho mấy mẹ con thôi con ha. Dạ. Dạ, hôm xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, thì ở hôm trước á, Ngôn có quay một cái video nói về hoàn cảnh của một gia đình của ba cháu mồ côi. Thì trong đó là có hai bé gái cùng với một bé trai. Và người cha thì vừa qua đời, cho nên là ba bé bây giờ là đang mồ côi cha. Và hiện tại thì không có đất đai nhà cửa gì hết, phải xin nhờ bà con ở tạm một cái miếng đất này và che một cái chòi để mà sống qua ngày. Dạ, không có hoàn cảnh của bố mẹ con hiện giờ thì không có nhà cửa cũng như là không có đất đai gì hết, phải ở tạm trong một cái căn chòi này và sống qua ngày. Dạ, thì bây giờ Ngôn cũng đã đến đây rồi. Bây giờ Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng tiến vào nhà để thăm hoàn cảnh của gia đình như quý vị khán giả. Dạ rồi, con xin mời quý vị khán giả. Chàng ơi, chị ơi, chị ơi, không có ai ở nhà hết trơn thưa quý vị khán giả.
hồi đi đâu hết rồi. Dạ. Dạ. Để qua bên này hỏi thăm cái quý vị khán giả. Con chào chú nha chú. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè. Con ngày hôm trước á, con có đến đây nè để thăm về hoàn cảnh của ba mẹ con, bố mẹ con á chú. Người chồng vừa mất nè chú. Ở trong cái chòi này nè. Sao mà bữa nay con lại không thấy chú? Đứa con nó té rồi mẹ nó bồng đi chạm rồi còn đứa con đi bắt ốc còn kia kìa. Là bồng đi chạm hả chú? Chạm chưa về, chút về tới á. Là con thứ mấy té chú? Thằng nhỏ, thằng thứ tư á, Út á. Bé trai ha. Bé trai á, còn đứa chị nó đi bắt ốc lần kia, đang đi bắt lần kia á. Là té nặng không mà dữ vậy chú? Té sưng ngay trán á, rồi đi ra chạm á. Trời ơi. Như vậy là chị bắt ốc ở Đà Nẵng hả chú? Không, mẹ nó thì bồng đứa em đi, còn đứa chị nó bắt ốc ở đằng này. Là bé gái, bé gái lớn ha? Lớn, bé gái lớn. Dạ dạ, là đằng này mình dễ tìm không chú? Dễ, đi đường đây đẳng á. Như vậy đi để chắc con loại ra đó được hả chú? Được, được, đây đi thẳng đẳng ra gặp á. Dạ dạ dạ, con cảm ơn chú nha, để con đi tìm cháu nó coi. Dạ dạ. Dạ, thưa vị khán giả, thì vừa rồi á, ở trong chòi á, con tìm thì không có người quý vị khán giả. Nhưng mà mấy chú xung quanh sớm nè, chỉ là con bé ở ngoài sau ruộng nè. Thôi bây giờ mình đi đường này ra tìm cháu nó coi cháu nó đang làm gì như quý vị khán giả. Thằng ơi, quận mênh mông hết trơn rồi, sao mà biết đường kiếm cháu nó đây. Dạ thưa vị khán giả, thì hoàn cảnh kẹt con bé kìa. Chàng ơi, con bé đang bắt ốc ở đây rồi quý vị khán giả. Thưa vị khán giả, cháu gái đang bắt ốc ở đẳng kìa. Nhìn cái cảnh khá là tội nghiệp luôn quý vị khán giả ơi. Cháu nó năm nay chỉ mới có 8 tuổi thôi mà còn mắc phải căn bệnh gọi là ung thư buồng trứng đó quý vị khán giả. Mà còn quá trẻ luôn, cháu nó chỉ mới 8 tuổi thôi. Còn phải lặn lội đi bắt ốc nữa. Con gái ơi, chú mới lại nè. Con đi đâu vậy? Vô đây chú nói nghe nè. Còn tiếc nữa kìa quý vị khán giả, chàng ơi. Con bắt lâu chưa? Hồi sáng tới giờ hả? Chàng ơi chàng, mình mẩy ướt nhem hết trơn rồi, sâu lắm hay sao mà chú thấy con ướt nhem vậy? Thưa vị khán giả, nhà thì cháu thì hoàn toàn là không có nhà, cha thì vừa mất đó quý vị khán giả. Bây giờ là chỉ còn lại mẹ và hai người em nữa thôi. Tuy nhiên cuộc sống thì khá là vất vả và đầy những cái khó khăn. Tuy nhiên người chồng là trụ cột chính trong gia đình đó quý vị khán giả, thì hiện tại là đã ra đi. Chàng ơi, tội nghiệp không? Rồi con bắt như vậy rồi con bắt về ăn cơm hay sao? Đầy thùng rồi con vô rồi con để ốc đó làm gì? Bán hả? Chàng ơi chàng. Rồi con thì bị bệnh đó rồi sao con lội chi vậy? Chàng ơi chàng.
Thôi vô đây đi chú, bữa nay mấy chú á xuống tìm con để giúp đỡ cho con nè, đâu lại đây đưa xô đây chú coi coi được bao nhiêu rồi. Rồi mệt chưa con? Mệt nhưng mà con gán hả? Chàng ơi chàng. Cũng nhiều quá nè. Thưa gì không dạ? Cái này chắc cũng tầm 4 kg cái gì không dạ? Rồi sao chú thấy con chân con bị đứt nhiều quá vậy? Dạ, tại vì nãy con đi rồi cái mấy cái vỏ ốc, ốc cái chết rồi. Mấy vỏ ốc rồi con lỡ con đi rồi con đạp lên á. Chàng ơi tội nghiệp con gái quá. Thôi bây giờ vô trong mát ngồi với chú chút ha. Ủa? Đây ra đây ngồi nè con, ngồi đây mát nè. Rồi ngồi đây với chú chút ha, chú hỏi thăm chút xíu ha. Hồi nãy sao chú vô cái chòi của con á? Dạ. Mà chú không thấy ai nhà trên vậy hả? Dạ tại vì mẹ con hồi sáng em con mà nó té mà sao đó. Rồi cái em với mẹ đi ra ngoài bác sĩ, đi ra ngoài bác sĩ Minh á. Em con bị té hả? Dạ. Là té hồi nào? Dạ, té hồi nào con không biết. Tại vì con ở trong nhà con ngồi với cha, với lại con ngồi đó con suy nghĩ coi mình làm gì có tiền để đi học. Chàng ơi chàng. Là em con té thì con không hay. Dạ. Nhưng mà em trai hay là em gái? À, như vậy là em trai của con. Dạ. Là bị trúng ở đâu con? Dạ, bị trúng trên trán thế này. Nghe trán luôn hả con? Dạ. Chàng ơi, tội nghiệp không? Con cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Sao mà con suy nghĩ cách kiếm tiền để làm gì con? Dạ, con suy nghĩ là cách kiếm tiền là để con đi học rồi, con mua sổ sách rồi, để con đi kiếm tiền rồi, con... Nói với cha, hồi lúc mà cha còn sống á, con nói là cha đi mặn mà cha được khổ á, thì con kiếm thêm tiền để làm một căn nhà. Chàng ơi. Nhà con đi ở. Vậy á, là con lặn lội con đi bắt ốc như vậy đó. Rồi 1 ký là con kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ, 1 ký là chừng khoảng 1.000 hay 2.000 vậy á. Là bữa giờ con bắt được mấy bữa rồi? Dạ, bữa nay con... Hôm qua tới giờ chắc cũng được 2 bữa. 2 bữa hả con ha? Chàng ơi, chú thấy con bệnh á, rồi bây giờ con lội sình nè. Dạ. Rồi nước như vậy nè. Dạ. Là nguy hiểm lắm á, con biết không? Dạ. Con lội trong cái lúc con lội á, là con mệt dữ không? Dạ, thì mới đầu xuống thì con cũng hơi, con cũng không có mệt mà lội xa một xíu á, thì con mệt. Rồi chú thấy con đi á, rồi tay chân con ơi nè. Chàng ơi, con ngâm nước mấy bữa hay gì mà sao mà quá chàng luôn rồi. Rồi hôm bữa mấy chú có gửi tiền á. Dạ. Sao con không lấy tiền đó con sử dụng mà con đi chi cho cực với con? Dạ, con mấy cái tiền đó con không dám xài. Tại vì con để dành để mẹ trả nợ, tại vì á bữa hổm giờ không có tiền. Chàng ơi. Rồi cái mẹ nói là nếu mà có ai mà thương mà cho tiền á, mẹ để dành cho mẹ trả tiền cho người ta. Rồi chuyện ăn học của con là mẹ để tính, mẹ tính sao. Có nghĩa là tiền là lúc đó là làm đám cho cha con. Dạ. Rồi mẹ con mới đi dây đi mượn. Rồi bây giờ không có dám sử dụng tiền đó. Dạ. Để mà lo cho trả nợ cho người ta. Dạ. Nhưng mà chú được biết á, là ngày sắp tới đây á, là khoảng ngày 28 á, dạ, là tụ trường rồi, vô học rồi hết. Dạ. Rồi bây giờ con có sách vở gì chưa? Sách vở... Có mua chưa? Bác con không có mua. Mà bác Năm con cho. Rồi con có tiền đóng tiền trường không? Con vòng vòng lại rồi con đóng một ít, rồi chừng nào có tiền gì nó không đóng thêm. Rồi 2 bữa trước á, là con bắt ốc như vậy đó. Dạ. Rồi con bán được bao nhiêu tiền rồi? Dạ, con gom góp lại là 2 bữa là được 30 mấy nghìn chú.
30 mấy ngàn rồi hả con? Vàng ơi, tội thân con quá. Con cho chú hỏi thăm nè, hồi lúc mà cha con còn sống á, rồi con có phải lặn lội đi bắt ốc như vậy không? Dạ không, con chỉ ở nhà ở giữa em rồi cha với mẹ bắt ốc tới sáng, rồi chiều rồi mẹ vô với cha vô rồi ngồi ăn cơm, rồi xong nghỉ mạnh xíu rồi cha với mẹ con đi dắt đi nữa, rồi đi tới tối, tối rồi mới về nữa. Có nghĩa là lúc mà cha còn thì cha với mẹ đi bắt ốc. Dạ. Còn con thì ở nhà giữ hai em. Dạ. Chứ con không có cực khổ như bây giờ ha. Dạ. Hồi mà cha mất bây giờ con ngày nào con cũng buồn hết trơn. Con vui được có một xíu rồi, cái hồi con thấy người ta có bạn, có lộn, người ta có cha đó. Rồi con ước gì con cũng muốn có cha nữa. Con thấy người ta có cha mà con không có, con buồn, con nhớ là cha. Con nhớ là cha của con ha. Dạ. Nhưng mà con nhớ cái kỷ niệm nào nhất đâu, con kể cho chú nghe đi. Con nhớ hồi lúc mà con còn nhỏ đó, mẹ làm cái gì mà con khóc hay là con buồn gì đó cha vậy, cha la mẹ không à. Cha nói với mẹ sao mà con còn nhỏ mà la chi vậy, nó có biết gì đâu. Chàng ơi, thưa quý vị khán giả, cháu gái quý vị khán giả chỉ mới có 8 tuổi thôi mà phải mang trong người á một cái căn bệnh hiểm nghèo quý vị khán giả. Bây giờ còn phải mất cha, rồi phải lặn lội để mà mưu sinh, lo cho em của mình cũng như là tự đi kiếm tiền để mà ăn học quý vị khán giả. Con gái, sao mà con ham học dữ vậy con? Tại vì con ham học á, để nếu sau này mà con có học giỏi rồi con học đậu á. Con có giấy khen, con dịp theo cha, nếu mà con học giỏi quá thì con lên đại học. Mà con nghĩ là không được cái đó đâu, không biết con có được ra lớp 6 học không. Sao vậy con? Tại vì con không có tiền để đóng ở ngoài trường chở. Con không có tiền để đóng ở trường này nữa, sao mà con có tiền để đóng ở ngoài trường kia được. Như vậy là con thích học đặng lấy giấy khen. Dạ. Đặng về khoe với cha con hả? Dạ, để như mà con có mà học, như mà lên lớp hoài á. Con thi rồi con ước là được làm này kia, kiếm tiền gì cho cha cho mẹ. Chàng ơi, mà con không có học được cái đó đâu, tại vì con có tiền cũng đông. Khổ thân con ha. Là hồi xưa là cha dặn con là cố gắng học giỏi hay sao? Dạ. Hồi lúc mà cha còn sống cho nó là con học giỏi, rồi cha làm cho con sinh nhật. Con buồn nhưng mà con nhớ lại là nhà mình không có tiền, cho nên là con mới lặn lội đi bắt ốc vậy. Còn mẹ con thì không có đi được, tại vì giữ em. Còn bá, còn em, cha con chỉ thích là mẹ thôi, mẹ mẹ. Còn mẹ đi đâu lâu á mà nó buồn ngủ á, là nó khóc không ai dỗ được chứ, chứ mẹ không có đi được. Thì cái con mới nói với mẹ là con đi bắt ốc, mà mẹ không có chịu, mẹ không có cho. Rồi cái xong con lấy mẹ không đi. Con không biết có ai nói không, tại vì con sợ về mẹ nó mẹ la con. Con nghĩ như thế nào mà khi mà con phải mang trong mình căn bệnh á, lúc đó là ai cho con hay? Dạ con tự biết, con nói với mẹ là trong bụng con có cái cục gì á, mà mẹ con mới giờ mẹ không mới vô coi thì mẹ con kêu cha. Rồi cái đi rồi bác sĩ khám là người ta mới nói là con bị ung thư buồng trứng. Rồi cái cha con mới đi kiếm tiền rồi dành dụm, rồi mấy mạnh thường quân ta thấy gì ta cũng cho tiền. Rồi cái mổ cho con xong rồi, xong cái vô thuốc. Mẹ con tưởng đâu là mổ xong á là hết rồi, cái hết rồi cái
Rồi bác sĩ vô, bác sĩ nói là phải đi đi vô thuốc nữa cho nên hết. Rồi mẹ không có đi kiếm tiền. Ừ. Rồi về nói cha, để cha đi kiếm tiền để đi chữa bệnh cho con. Ừ. Khi trong cái lúc mà con nằm trong bệnh viện á, con nghĩ về điều gì? Con nghĩ là con không biết là con không biết con có tiền để chữa bệnh không á. Ở nhà thì không có tiền, rồi cha còn cha thì cha đi nhầm khi cha mệt đó. Ừ. Rồi không có tiền nhiều nè, con sợ là cha mệt rồi cái có chuyện gì vậy? Cái con buồn lắm. Ừ. Con nội đó con suy nghĩ thôi. Con mới nói là thôi con cứ chịu đi, con chờ tới đó coi nếu như có tiền thì đóng, còn có tiền thì trả cho người ta, còn không có tiền thôi. Là con có tiền thì con chị, không có tiền thì thôi. Nhưng mà con biết là nó có nguy hiểm, giống như là nếu mà con không trị á thì sẽ nguy hiểm đến cái con không? Dạ có. Nhưng mà con không biết làm gì chứ. Trong cái khoảng thời gian á mà cha con mất á, đến bây giờ nè, con giống như là con nghĩ như thế nào về cái cuộc sống này con? Cha con mất thì con nói là sao mà cha con ra đi sớm vậy, sao mà cha hứa với con mà cha ở với con suốt đời mà. Ừ. Mà cha đi sớm rồi con nói mẹ, con với con mẹ lúc mà mẹ không xỉu thì con nói mẹ là con với con mẹ thôi, mẹ mà đi nữa con không biết sống với ai. Thiền ơi, chú thật sự chú rất thương con, và chú cũng giống như là muốn tìm cách để mà giúp cho con điều trị, chữa trị dứt giống như là hết cái căn bệnh của con á, để sau này con có được cái sức khỏe nè, rồi con còn chăm sóc lo lắng cho mẹ con, rồi chăm sóc cho em con, giúp cho mẹ con một phần nào á, đỡ cái cơ cực á. Tại vì cha con đã mất rồi á thì mẹ con á sẽ là người thế vào cái vị trí á mà trụ cột trong gia đình đó con. Thì mẹ con á là một người phụ nữ á, chân yếu cũng như là không có cái đầy đủ cái sức khỏe giống như một người đàn ông mà có thể vượt qua được những cái sóng gió, những cái khó khăn trong cái cuộc sống này. Ừ, con cố gắng an ủi mẹ con nha. Ừ, thôi bây giờ như vậy đi, bây giờ chú cháu mình về nhà để cho con thay đồ đó, rồi chú cháu mình tiếp tục trò chuyện nha. Ừ, nãy giờ chú cũng quên để ý là con ước nè sẽ bị lạnh á, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của con nha. Rồi thôi chú cháu mình về nha con nha. Thằng ơi, rồi con sao con không mang dép vô? Là đi ruộng là mang dép không được hả con? Chú thấy người ta mang đôi vớ á, mang đôi vớ vô là đi không có bị miệng ốc cắt á. Mấy bữa là con đi bắt như vậy đó, là chừng nào con mới về tới nhà? Con cũng không biết nữa, con chỉ nghĩ là con được nửa thùng rồi con nên về, tại vì đầy thùng con mà không hỏi. Ừ, nửa thùng rồi con mới về hả? Chàng ơi, thì vậy là con đi cũng lâu lắm mới được nửa thùng á. Chú thấy nãy giờ mà có 3-4 kiếp nè. Tại vì ngoài ruộng nước nóng quá, không có ấp gì hết. Tới nhà rồi. Ủa rồi con thay đồ ở đâu? Dạ ở trong nhà chị. Hả? Trong nhà con. Mẹ con chưa về nữa hả? Chàng ơi, ủa con đốt nhang cho cha con hả? Cái này là điện thoại của cha con hay sao con? Dạ cái điện thoại của. Là thường là con thay đồ ở đâu đâu? Dạ thường là con thay đồ trong nhà của hai con. Ừ, vậy thôi như vậy đi.
Rồi con gái thay đồ đi cho nó mát ha. Rồi rồi ra trò chuyện với chú nha. Đàn ơi thay đồ rồi đó hả con gái? Ừ. Sao chú thấy chú nhìn con là chú muốn rớt nước mắt với con vậy? Con không biết. Hử? Con không biết. À, con cho chú hỏi thăm nè. Từ cái lúc mà cha con mất đến giờ á, là có ngày nào mà cha con về thăm con không? Dạ hôm trước thì con có thấy cha về, cha vuốt tóc em á. Rồi cái con nói chuyện với cha mà cha không trả lời lại. Xong rồi con hỏi thêm một tiếng nữa rồi cha đi luôn. Chàng ơi, là cha con về đứng ở đâu? Cha con hình như con quên hay rồi. Ờ cha con đứng ở đây nè. Ừ. Em con nằm bển á, rồi con nằm chính giữa với em. Là cha về nhưng mà đứng ngay giường là vuốt tóc em con hả? Dạ. Ừ. Con rồi. Nhìn con cũng sợ nhưng mà cái hồi con nhớ lại là cha mà mình sợ cái gì. Rồi cái con nói chuyện với cha mà cha không trả lời, cha đi rồi cái hỏi thêm một câu nữa rồi cha đi luôn. Ê mẹ con về kìa. Ừ. Chị mới về chị ơi. Ừ. À, chị vô đây nè, em hỏi thăm chút xíu coi. Ừ, đứng cũng được. Rồi cháu nó bị gì chị? Dạ nó bị té trong cái chán nè. Rồi em đi ra ngoài trạm khám. Đây em gắn cái này lên cái nha. Đâu ẩm cháu thả qua em xem coi. Đây qua chú nghe con nha. Đâu bị như đâu đâu chú coi coi ngay đây hả chị? Dạ dạ, chỗ lỗ này. Chị ơi rồi bác sĩ nói sao rồi? Dạ nó chỉ ngoài sơ ngoài da rồi đi mua thuốc cái ngoài chạm á, người ta cho đưa thuốc uống. Ừ. Chàng ơi là có thuốc uống nha. Ừ. Ừ, rồi bé nó té làm sao mà dữ vậy chị? Nó chơi rồi nó giỡn đập với gạch đó anh. Gạch này hả? Gạch ở nhà chị bển. Ờ à, nhà của người chị kế bên nha. Ừ. Rồi con bé kia sao khóc dữ vậy? Nãy đi với em cái buồn ngủ nó quạo. Chàng ơi chàng. Là mấy mẹ con đi hồi nào tới giờ? Dạ đi từ hồi 8-9 giờ. Ừ. Chị cho em hỏi thăm nè. Rồi từ lúc mấy anh em ghé tới giờ á, là cuộc sống mấy mẹ con như thế nào rồi? Dạ cũng nói chung là không biết nói sao nha anh ơi. Nó cũng thiếu thốn này kia rồi. Hồi nãy ở ngoài đồng á, mấy anh em có trò chuyện tâm sự với bé gái nè. Thì được biết á là chị lúc mà anh nhà mất á là chị mượn tiền nhiều lắm hả? Dạ. Em mượn tiền xây sở với mua thuốc là nhất cho bé em nè. Mua thuốc cho nó uống á, tại vì nó hay mệt hoài nên em mua thuốc cho nó uống. Ừ. Dạ. Rồi trả được bao nhiêu rồi? Dạ trả được có mới có được 1,000,000 anh. Chị trả được bao nhiêu người rồi? Dạ mới 1 người anh. Còn bao nhiêu nữa? Khoảng 5-6 người nữa. Chàng ơi chàng. Con bệnh con té đó hả con trai? Thấy cưng quá ha. Thưa vị khán giả, cháu nó té quý vị khán giả ơi. Em con té con cũng không hay nữa hả con? Dạ. Rồi lúc đó ai giữ em mà sao để em té dữ vậy? Tại vì con ngồi trong đây rồi. Lúc đó một hồi cái con ra ngoài chơi rồi cái té hồi nào con cũng hay nữa rồi cái ra ngoài nó khóc cái con hỏi mẹ làm gì mà em khóc vậy rồi cái mẹ nó là nãy nó chơi dở xong đập đầu dưới đất. Chị ơi biết sao không? Ngày hôm nay á mấy anh em tìm đến á là để hỗ trợ của Quý Mạnh Thường Quân đó, nhờ em đến để mà trao duyên cho gia đình á. Nhưng mà do ở đây nè thì hơi nóng á, rồi em sợ giống như là cái thiết bị quay á nó chịu không nổi á. Thôi bây giờ mấy chị em mình xuống dưới bến ha, ngồi trò chuyện chút xíu ha. Ừ, đi con ơi, đi xuống dưới bến chơi con ơi. Ừ, chị ơi thì hồi nãy em nghe chị nói á là chị nợ tiền cũng rất là nhiều người á, nhưng mà cái nguyên do vì sao mà nợ nhiều đến nỗi như vậy vậy chị? Chồng em muốn là mua giống như là lúc mà anh phát bệnh đó ha. Ừ. Rồi chị nợ khoảng tổng cộng là bao nhiêu? Khoảng 5-6 triệu cỡ 5-6 triệu ha.
tại vì mấy anh em cũng không có biết nữa. Hồi nãy bé gái tình cờ á, bé gái nói rồi mới biết được. Như vậy là bây giờ là mấy mẹ con là trả được mới có 1-2 triệu thôi. Chàng ơi chàng. Rồi trong cái lúc làm đám cho anh đó, rồi có thâm hụt gì tiền không chị? Khó anh. Khi mà mẹ con thiếu nợ nhiều như vậy đó, rồi con cảm thấy như thế nào con? Con thấy là nhà mình khổ vậy đó, mà mẹ thiếu tiền rồi con nghĩ không biết tiền đâu mà trả. Rồi con suy nghĩ là con không biết làm cái gì mà để có tiền để thêm cho mẹ, để có mới có tiền để trả nợ cho người ta. Rồi con mới nghĩ là con đi bắt ốc nè, con thêm mấy 20-30 vô rồi để coi đủ tiền trả cho người ta nữa. Rồi là có tiền thêm rồi đóng thêm nữa, trả thêm. Chàng ơi chàng, ngày chán luôn thưa quý vị khán giả, hơn một cục u nặng luôn rồi. Chị, khi mà em thấy cháu nó đó, là bé gái nè, 8 tuổi nè, bị bệnh nè, rồi còn phải lặn lội bắt ốc đó chị, rồi lúc đó chị có biết không? Dạ không, nó đi, nó bất ngờ, em không ai. Dạ. Yeah. Có khi nó hỏi em không có cho, mà nó nói là con đi bắt ốc thì con kiếm tiền mua tả cho em, rồi mua sổ con đi học, rồi kiếm tiền để phụ mẹ trả nợ với người ta. Nên em cũng có nhiều khi nó đi em bất ngờ, em không hay. Là tự bé suy nghĩ ra luôn. Dạ, tự bé suy nghĩ anh. Chắc em nghĩ là lúc trước chị với anh bắt ốc á, kiếm tiền nuôi cháu đó, rồi bây giờ chắc cháu nó tự nghĩ ra luôn. Dạ. Khi mà cái cuộc sống mình khó khăn như vậy đó chị, rồi chị nằm đêm chị cảm thấy như thế nào? Em thấy em suy nghĩ là em không biết làm cách nào để mình lo cho con được hết. Rồi thấy tại vì con này còn nhỏ quá, nhỏ nó không biết đi là không biết là mình đi mặn gì để mình nuôi con đi học. Chàng ơi thưa quý vị khán giả, vừa ngồi đó rồi ngủ luôn kìa quý vị khán giả ơi, cháu nó đi hồi sáng giờ chắc mệt lắm hay gì á, rồi chị đi bộ như vậy đó hả? Dạ. Rồi không có giỏ hay không có xe gì sao? Mấy mẹ con không có gì hết trơn. Thì cháu ngủ thấy cưng không coi kìa. Rồi hồi sáng giờ là chị với mấy cháu nhỏ đó là đi chợ rồi có dùng cái gì chưa? Dạ chưa. Hàng ơi bây giờ cũng 10 giờ mấy rồi mà chưa dùng gì hết. Khổ thân không thưa quý vị khán giả. Khi mà anh nhà mất á chị, lúc đó chị cảm thấy như thế nào chị? Đau lắm anh, buồn lắm. Em nghĩ mỗi lần anh còn sống là lúc nào cũng thấy anh nữa. Anh mất là như là giận, anh không thấy được. Lúc anh còn sống là cái anh lâu lâu anh kêu em ơi làm cái này làm cái kia, rồi cái tay khi anh mất rồi em không còn nghe được tiếng anh nữa. Em ngồi mà em tưởng tượng là chồng em đang ngồi ôm mấy đứa nhỏ, rồi tưởng tượng là anh đang ngồi ăn cơm với em. Rồi cái khi em tưởng tượng là anh đang ngồi nói chuyện với em. Giống như là buồn đến nỗi mà chị đang ngồi ăn cơm một mình với mấy con thôi mà chị tự tưởng tượng ra là anh đang ngồi cùng luôn hả chị? Tưởng tượng anh đang gấp đồ ăn cho em rồi nói chuyện rồi cười này kia. Trước cái lúc mà anh mất á chị, có cái điềm gì giống như là báo trước không chị? Cái lúc anh mất đó là anh nói với em là ví dụ như sau này anh có chết, anh lỡ anh có chết mà không có chỗ chôn anh á thì em giục anh đẩy dưới sông đi. Để cho anh có đói bụng anh lên nhà mấy chị anh ăn cơm. Tự nhiên anh nói em cái câu đó. Mà cách mấy ngày chị? Chừng khoảng có 10 ngày đổ lại. Là tự nhiên là anh nói với em như vậy. Chàng ơi chàng. Sao chị không hỏi anh á là vì sao lại làm như vậy chị? Tại vì anh nói là
em cũng có hỏi anh đó là tại vì thiếu nợ rồi vừa thêm không có nhà cửa để cho lo cho mấy mẹ con được đầy đủ. Giống như là anh sợ là chị lo cái phần cho ảnh á, là chị thiếu nợ nần ha, rồi mấy mẹ con khổ cực ha. Dạ, rồi chỉ là không có chỗ ở cho mấy mẹ con đi lang thang vậy đó. Chị có nghĩ đến cái tương lai sau này không? Là có nghĩ đến cái cách mà để cho con mình có nhà có cửa không chị? Tại vì giờ em cũng không biết bằng, không có bằng ra tiền nên em cũng không có dám nghĩ tới cái đó anh. Nhưng mà hiện tại nè, cháu trai nè với cháu gái kia đó thì quá nhỏ đi. Em nghĩ chị chắc đi làm không được đâu. Mấy cháu nó còn quá nhỏ rồi, xa mẹ thì mấy cháu đâu có chịu. Cái lúc mà anh còn sống đó chị, là anh đi làm là không có để cho chị đi làm luôn hết sao? Dạ, anh không có cho em đi làm. Nhà có giữ mấy đứa nhỏ rồi anh đi làm. Khi mà chị phát hiện được con gái của mình á mắc phải căn bệnh gọi là ung thư đó chị, coi như là một cái căn bệnh hiểm nghèo, là lúc đó là chị cảm thấy như thế nào chị? Em buồn lắm anh, tự nhiên mình nghèo rồi mà con mình lại bệnh vậy, em thấy em thương con em lắm. Tại em thì nó còn mới còn nhỏ quá, nhỏ tuổi mà lại mắc cái bệnh như vậy. Em ước mà nếu mà có một số tiền để trị bệnh cho con em, cho con em nó hết bệnh cho lành lặn, khỏe mạnh như con người ta. Hiện tại nè, là bốn mẹ con á đang ngủ trong một cái căn chòi á, thì chỉ che tạm bằng những cao su thôi. Rồi khi mà mưa lớn đâu đó chị, rồi giông gió đâu đó, rồi làm sao? Nó tạt vô chỗ bàn thờ của chồng em, ướt nhà luôn anh. Là hồi nào chị? Hồi bữa trước anh. Mưa xuống là nó tạt vô là ướt cái bàn thờ của chồng em luôn. Rồi lúc đó rồi chị làm sao? Nhà ơi, anh đã chết rồi mà còn không yên. Sao chị không giống như là kiếm cái miếng gì đó là cho chắc chắn á, để cho anh đừng có bị tạt. Tại vì em không có tiền để mua cái gì. Em chỉ lấy tạm đỏ cái miếng bao thu đó anh che đỏ rồi thôi. Thường á thì bàn thờ á là mình tối kỵ nhất á là dời tới dời lui, là không có được động vào. Nhưng mà chị lại giống như là dời đi ha. Rồi mưa như vậy rồi mấy mẹ con sao ngủ được? Dạ, ngồi ha, nếu mà giật nó có dột với hai mẹ con ngồi, mấy mẹ con ngồi chỗ góc nào mà không có dột nó ngồi đó với chồng em, chứ em không có bỏ chồng em được. Ngồi cạnh bàn thờ luôn dạ. Rồi nửa đêm cũng gì nữa. Dạ. Rồi bé này sao? Bé nó cũng ngồi với em luôn. Cái hướng sắp tới nè, chị định như thế nào, cũng như là cái ước mơ của chị á, là như thế nào chị? Em cũng không có dám ước mơ gì lớn chứ. Em chỉ ước mơ là có cái miếng đất nhỏ thôi, che một cái căn cây chòi gì đó, là để thờ chồng em được ấm áp, như là che nắng che mưa cho mấy đứa con em thôi. Chứ em không dám ước mơ gì lớn hết. Như là có một số tiền để trị bệnh cho con gái em, để cho nó hết bệnh, để cho nó khỏe mạnh như con người ta. Em chỉ mong ước vậy thôi. Bác sĩ có dặn là chừng nào tái khám cho con bé không chị? Khi nào mà có tiền thì lên tái khám. Tại vì là bác sĩ là cứ điện xuống là kêu đi lên tái khám hoài à. Tại vì nó em nói là chưa có tiền nên là chứ không có đi. Rồi thuốc cho cháu còn không chị? Dạ còn khoảng được có mấy liều anh. Thôi như vậy đi, sau cái ngày hôm nay nè, chị giống như là sắp xếp thời gian ha, dẫn cháu đi tái khám rồi nhận thuốc uống nha. Thưa chị, thì ngày hôm nay á em đến thăm gia đình mình nè, một lần nữa đó chị, thì ở đây có là Quý Mạnh Thường Quân nhờ em đến để mà giúp đỡ cho gia đình chị nha. Dạ, thì đầu tiên á là có một Quý Mạnh Thường Quân là chú Lê Danh Thành. Chú Lê Danh Thành ở thành phố Hà Tĩnh.
sẽ gửi cho gia đình mình là 1 triệu. À, kế tiếp là có Quý Mạnh Thường Quân là chị Ngọc Liên. Chị Ngọc Liên sẽ gửi cho gia đình mình thêm là 1 triệu. Ừ. Kế tiếp là có một Quý Mạnh Thường Quân là một quý vị Phật tử. À, quý vị Phật tử có pháp danh là Thiện Hữu. Ừ. Quý vị Phật tử có pháp danh là Thiện Hữu thì cũng gửi cho chị là một số tiền gồm có như sau nha. À, thứ nhất là cho chị là đóng góp cho gia đình mình là 4 triệu là để dựng một cái căn nhà cho nó ấm cúng đó chị nha. 4 triệu là đặng dừng dách rồi đó chị. Và kế tiếp là gửi cho chị thêm 1 triệu nữa là để cho chị mua gạo cho gia đình mình dùng hàng ngày nha chị nha. Kế tiếp là gửi cho gia đình chị là thêm là 20 triệu là quý Phật tử là Thiện Hữu này nè, là muốn gửi 20 triệu là để chị giữ đó và chị điều trị bệnh cho cháu gái nha. Dạ, thì tổng số tiền là của quý Phật tử Thiện Hữu gửi cho gia đình mình là 25 triệu. À, cùng với đó là có Quý Mạnh Thường Quân là em vừa đọc tên hồi nãy đó, là có Quý Mạnh Thường Quân là chú Lê Danh Thành gửi 1 triệu ở thành phố Hà Tĩnh gửi 1 triệu cùng với chị Ngọc Liên gửi thêm 1 triệu là tổng cộng là 27 triệu. Được rồi, thì bây giờ em xin gửi tiền cho chị nha. Được rồi, để em lấy tiền. Đây em kiểm tiền đi ha. 20 tổng cộng là 27 triệu ha chị ha. Dạ, bây giờ chị nhận giúp em nha. 1 2 3 4 5 6 7 yên cứ 8 9 10 11 12 13 3 4 5 14 1 2 3 5 15 15 ha. 5 lên. Mấy tờ 500 cho nó nhanh. 16 17 có dính không? Dính rồi. 18 19 19 rồi hả chị ha? Em mấy rồi? 19. Rồi bây giờ là 20. 20. 1 2 3 3 4 5 21. 1 2 3 4 5 22. Ừ. 22 rồi. 1 2 3 4 5 23 1 2 3 4 5 24 1 2 3 4 5 25 1 2 3 4 5 26 1 2 3 4 5 2 kiểm lại 26 rồi hả chị ha. 1 2 3 4 5 rồi 27 triệu. Dạ rồi. À, tổng số tiền là 27 triệu đó chị. Thì chị có lời gì muốn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, em cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân và chú Phật tử Thiện Hữu đã giúp đỡ cho mẹ con rất nhiều.
con gái. Dạ. Con gái cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Con cảm thấy như thế nào khi mà con được nhận số tiền lớn như vậy? Dạ, con được cầm số tiền này con vui lắm, nhưng mà con cũng hơi buồn buồn là con không có cha. Giờ có tiền nhưng mà không có cha. Con cũng vui. Mà con mà mấy chú cho tiền con vậy là con cũng vui. Nhưng mà con chỉ tiếc là không có cha thôi. Phải, như mà cái lúc mà cha con vừa bệnh á, dạ, mà gặp được mấy chú thì chắc không đến nỗi nha con ha. Dạ. Hồi trước tới giờ cha con có từng cầm số tiền nhiều gì chứ con? Dạ không. Tờ 200 thì lâu lắm mới được cầm á chú. Mà giờ cha con mất mà cầm được nhiêu đây con không biết. Có tiền nhưng mà con không vui hả con? Dạ, không vui là không có cha. Một bên thì có tiền thì vui, còn một bên không có cha, con buồn. Tiền nuôi tội nghiệp con quá. À, nhưng mà cha con á, còn sống mà có một số tiền này á, cha con cầm là cha con vui á. Mà giờ cha con mất rồi, không có cầm được. Cảm ơn cô chú, con cảm ơn mấy cô mà cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ con đó. Con cảm ơn mấy cô đó, nhờ cô chú mà con mới có tiền để trị bệnh rồi đi làm này làm kia, để mẹ con còn đi trả nợ. Con cảm ơn cô chú. Con có lời chúc gì dành cho cô chú không? Dạ, con chúc Tết này á, cô chú được trẻ, lộn, cô chú được chỉ chung hoài năm tới, ăn uống có sức khỏe rồi. Mà con kiểu như mà con có biết nhà cô chú ở đâu, chắc con lên con chơi. Như vậy là con có được sức khỏe đó, là con sẽ ghé nhà của quý cô chú mà đã giúp đỡ cho con đó, là để con thăm ha. Dạ. Nhưng mà nhà cô chú sao quá, con đi. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. Dạ. Dạ, thưa vị khán giả, thưa quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị rất là nhiều đã thương, hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng Ngôn để giúp đỡ cho bà con nghèo, những hộ gia đình khó khăn, và đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay. Quý vị đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình có bốn mẹ con đang sống trong một cái căn chòi tạm, và người cha thì cũng như là người chồng thì vừa ra đi vì một cái căn bệnh hiểm nghèo. Dạ rồi, thôi đến đây thì Ngôn xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý Mạnh Thường Quân cùng với quý vị khán giả rất là nhiều ạ. Và Ngôn xin phép được kết thúc video. Bây giờ thì Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.